Chí tôn chiến thần Giang Sách. Chương 806, sàng lọc. Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Thang Giai Văn, toàn thể giáo viên và học sinh đã phản ứng rất kịch liệt với sự xuất hiện của Giang Sách và yêu cầu anh phải nhanh chóng rời khỏi hội trường. Nói khách sáo một chút thì lại yêu cầu rời khỏi, nhưng thực tế thì có thể dùng từ đuổi để hình dung. Đối mặt với khí thế hừng hực như vậy nhưng Giang Sách vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn Thang Giai Văn, sau đó thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người đều yêu cầu tôi rời khỏi vậy thì tôi sẽ đi, hiệu trưởng, nếu ông cần nói gì đó cứ đến trung tâm y tế nhân trị tìm tôi. Anh nói xong bèn cầm số thuốc trên bàn rời khỏi chỗ ngồi, suốt cả chặng đường đều có bút máy và sổ tay liên tục bị ném qua, Giang Sách giống như một tù nhân thời cổ đại bị lôi đi diễu hành quanh các đường phố để chịu đựng sự hắt hủi và sỉ nhục của người khác. Cho đến lúc Giang Sách rời khỏi hội trường thì những người có mặt ở đó mới nhiệt liệt vỗ tay, ai nấy cũng reo hò tưng bừng. Thang Giai Văn siết chặt nắm tay, được rồi, mọi người im lặng một chút. Tất cả các giáo viên và học sinh đều ngồi xuống, bọn họ đang rất phấn khích bởi cho rằng họ đã giành chiến thắng cuộc chiến bảo vệ danh dự của Thạch Khoan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thang Giai Văn nói với Thạch Khoan đang đứng trên sân khấu, bác sĩ Thạch. Tại đây tôi muốn chân thành xin lỗi ông, do khâu giám sát có phần yếu kém của chúng tôi mới dẫn đến việc có người lạ chạy vào hội trường làm loạn, gây ảnh hưởng đến danh dự của ông, gây ra cho ông những rắc rối không cần thiết. Thạch Khoan cũng giả vờ làm người tốt mà tiếp lời, hiệu trưởng Thang không cần tự trách bản thân đâu, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mà, người như chúng ta sao có thể ngăn cản được loại tiểu nhân thích vu khống người khác thế này, chuyện này ngài đã làm rất tốt rồi. Thạch Khoan vô cùng xúc động nói, bác sĩ Thạch. Ngài không những có y thuật cao siêu mà y đức cũng cao như núi Thái Sơn, trong lòng chúng tôi, ngài giống như một nhân vật vĩ đại vậy. Thang Giai Văn dùng hết mọi mỹ từ ca ngợi để miêu tả Thạch Khoan, bày ra dáng vẻ kính trọng Thạch Khoan từ tận đáy lòng. Buổi diễn thuyết kéo dài thêm một giờ đồng hồ mới kết thúc. Thạch Khoan và con trai của ông ta là Thạch Văn Bình lần lượt rời khỏi trường, từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ một ông cụ hiền lành phúc hậu không hề để lộ chút sơ hở nào. Tận cho đến lúc bọn họ lên xe rời khỏi đó thì mặt nạ đạo đức giả kia cuối cùng cũng được vén xuống. Trong xe, Thạch Văn Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó vỗ vỗ ngực nói, vừa rồi nguy hiểm quá, tên khốn Giang Sách chui ra từ chỗ nào vậy, suýt chút nữa đã vạch trần kế hoạch của chúng ta rồi. Thạch Khoan gật đầu, đúng vậy, lúc nãy ba cũng rất sợ hãi, tên Giang Sách này đúng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sớm muộn ba cũng sẽ loại bỏ được cậu ta. Chỉ có điều... Thạch Khoan nhếch môi nở nụ cười, Thang Giai Văn thật sự rất trung thành với chúng ta, mặc dù Giang Sách đã phơi bày mọi chuyện nhưng cuối cùng lại không ảnh hưởng gì. Ông ta nhìn Thạch Văn Bình dặn dò một câu, chuyện ba yêu cầu con cho người theo dõi đám học sinh này, con đã làm tới đâu rồi? Thạch Văn Bình gật đầu lia lịa, con đã chuẩn bị xong từ sáng sớm rồi, chỉ cần đám học sinh kia uống thuốc của chúng ta thì sẽ có người tiến hành theo dõi. Ba, loại thuốc mà ba nghiên cứu có tác dụng thật không đấy? Còn cần phải hỏi sao? Thạch Khoan nói một cách đầy tự tin, loại thuốc lần này do ba đích thân bào chế, có thể điều động các chức năng thể chất của con người, từ đó sàng lọc ra thể chất mà chúng ta mong muốn, những người có phản ứng bài xích đều sẽ bị loại bỏ, nhất định phải tìm được cơ thể phù hợp mới được. Hóa ra mục đích bọn họ bào chế loại thuốc này là để cho sinh viên uống, nhìn bề ngoài là vì tốt cho sinh viên, hơn nữa còn phát tặng miễn phí, nhưng thực chất là tiến hành sàng lọc. Bất kỳ ai có phản ứng bài xích với các thành phần của thuốc thì chứng tỏ cơ thể bọn họ vẫn bình thường, chỉ có những cơ thể vui vẻ không chút ảnh hưởng gì sau khi sử dụng thuốc mới là cơ thể, lý tưởng mà Thạch Khoan đang tìm kiếm. Thạch Khoan nói, đơn đặt hàng lần này không nhỏ đâu, là một đơn đặt hàng lớn từ Bắc Kinh. Chỉ cần thực hiện đơn đặt hàng lần này thôi cũng đủ để chúng ta có thể rửa tay trong tương lai, từ nay về sau chúng ta không cần phải sống trong bất an lo sợ nữa. Đợi đến lúc sàng lọc ra cơ thể thích hợp cho vị khách hàng kia, Văn Bình à, đến lúc đó con phải lập tức ra tay khống chế, sau đó đưa người kia về Bắc Kinh để tiến hành cấy ghép nội tạng cho vị khách hàng kia. Một khi hoàn thành xong, ba con chúng ta sẽ tận hưởng giàu sang phú quý suốt quãng đời còn lại. Thạch Văn Bình cũng cực kỳ hăng hái, anh ta đã làm công việc này rất nhiều năm nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy rất sợ, từ lâu đã không muốn tiếp tục làm loại chuyện phạm pháp này nữa. Đơn hàng lần này là do một nhân vật lớn ở thủ đô đặt, chỉ cần hoàn thành nghiên cứu và cấy ghép thành công nhân vật lớn kia là sẽ có thể nhận được một số tiền cực lớn, cả đời không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Cũng vì lý do đó nên hai ba con bọn họ bí quá hóa liều, cuối
cuối cùng quyết định chọn trường đại học y dược để tiến hành sàng lọc cơ thể, với mục tiêu là tìm ra cơ thể lý tưởng phù hợp để cấy ghép cho nhân vật lớn kia. Sau khi Thạch Khoan rời khỏi đó thì thầy trò trong trường cũng lần lượt giải tán, Thang Giai Văn cầm thước trở về văn phòng hiệu trưởng của mình với tâm trạng đầy hứng khởi. Đầu tiên, hôm nay các sinh viên của ông ta đã được học miễn phí rất nhiều kiến thức bổ ích, lại còn được nhận thuốc tăng cường hệ miễn dịch mà không mất tiền, đây là chuyện cực kỳ đáng mừng. Thứ hai, hôm nay cũng xem như ông ta đã ra mặt giải vây cho Thạch Khoan một lần, ai cũng biết Thạch Khoan là người đứng đầu trong giới y học hiện nay với địa vị không thể coi thường. Chỉ cần Thang Giai Văn giúp đỡ Thạch Khoan một lần thì sau này ông ta có thể dựa vào các mối quan hệ của Thạch Khoan để tiến xa hơn trong giới y học, càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích. Nói đi cũng phải nói lại, tôi phải cảm ơn tên gian thương Giang Sách kia một tiếng. Nếu cậu ta không cố ý tới hãm hại bác sĩ Thạch thì tôi làm gì có cơ hội biểu hiện chứ? Đúng là ông trời cũng giúp tôi. Trong phòng làm việc, Thang Giai Văn đang mải suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập ở phía ngoài. Mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra, một vị giáo sư nhanh chóng bước vào với vẻ mặt đầy hốt hoảng nói, thưa hiệu trưởng, không ổn rồi, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thang Giai Văn nhíu mày, mọi chuyện đang rất tốt đẹp lại đột nhiên chạy tới nói đã xảy ra chuyện, đúng là mất hết cả hứng. Ông ta vô cùng khó chịu nói, có thể xảy ra chuyện gì? Giáo sư nói, vừa rồi có một sinh viên đã uống thuốc của bác sĩ Thạch bào chế, lúc đầu trạng thái tinh thần của em sinh viên ấy cực kỳ tốt giống như uống thuốc kích thích vậy, nhưng chưa đầy 10 phút đã bắt đầu co giật, nôn mửa và nói lảm nhảm. Hiện tại em ấy đã được đưa đến bệnh viện và đã qua cơn sốc. Cái gì? Thang Giai Văn sợ hãi nhảy dựng lên, tiếp tục truy hỏi, mọi người có chắc là bởi vì uống thuốc chứ không phải bị tái phát bệnh nền đấy chứ? Căn bản là Thang Giai Văn không tin thuốc của Thạch Khoan sẽ có vấn đề. Giáo sư chưa kịp trả lời thì chủ tịch hội học sinh đã hốt hoảng chạy tới, hiệu trưởng, một số học sinh xuất hiện tình trạng tiêu chảy và nôn mửa, thậm chí có một số bạn bị mất nước nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Thang Giai Văn đã không còn lời nào để nói, ông ta chỉ đành dặn dò vị giáo sư và chủ tịch hội học sinh, nhanh lên, nhanh thông báo cho toàn thể sinh viên không được uống loại thuốc kia. Cô giáo trả lời với vẻ mặt đầy chua chát, đã muộn rồi. Từ lúc buổi diễn thuyết kết thúc cũng đã hơn một giờ, các em sinh viên lại nóng lòng muốn uống thử thuốc, cho nên lúc này mới bảo mọi người đừng uống thì đã quá muộn. Thang Giai Văn thẫn thờ ngồi xuống, bây giờ có muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 807, chiêu cũ rích rồi. Thang Giai Văn tin tưởng Thạch Khoan đến mức ông ta còn điên cuồng sùng bái, nhưng ông ta không ngờ rằng người mà ông ta tin tưởng lại phản bội ông ta, quay lại hại ông ta. Tại sao? Làm như vậy có lợi gì cho Thạch Khoan chứ? Thang Giai Văn giơ bàn tay run rẩy lên, đến phòng phát thanh, dùng loa thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên rằng cấm tiếp tục uống thuốc do Thạch Khoan để lại. Ngay cả khi hầu hết mọi người đã sử dụng, nhưng có thể ngăn cản được thì cứ ngăn cản. Hy vọng loa phát thanh này có thể cứu được một vài người. Giáo viên và hội trưởng hội sinh viên rời khỏi văn phòng, lập tức đi thu xếp phát thanh. Thang Giai Văn vừa hối hận vừa tức giận. Tại sao Thạch Khoan lại có thể lừa dối ông ta như vậy? Không được, không thể nuốt trôi cục tức này. Ông ta nhấc điện thoại trên bàn lên và gọi cho Thạch Khoan, nhưng ông ta rất lúng túng khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, xin lỗi, điện thoại quý khách vừa gọi đã bị tắt máy. Tắt máy? Chết tiệt! Thang Giai Văn tức giận ném điện thoại lên bàn và mắng nhiếc Thạch Khoan thậm tệ. Lúc này, trưởng phòng đào tạo đi vào, rất lo lắng nói, hiệu trưởng, mọi chuyện càng ngày càng ầm ĩ. Hiện tại phụ huynh đã biết chuyện này, đều rất tức giận. Thang Giai Văn lo lắng vô cùng. Nếu phụ huynh lại gây rối vào lúc này, ông ta sẽ giải thích thế nào với họ đây? Thang Giai Văn tức giận nói, gọi cảnh sát bắt tên Thạch Khoan bán thuốc giả đó lại. Trưởng phòng đào tạo nói, vô ích thôi, ông ta đến tặng thuốc chứ không phải bán, hơn nữa cho dù bắt ông ta lại thì chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan. Đúng vậy. Cho dù Thạch Khoan bị tử hình ngay tại chỗ thì các bậc phụ huynh có thể tha thứ cho những sai lầm của nhà trường hay không? Tuyệt đối không thể nào. Nếu chuyện này không xử lý tốt thì chắc chắn hiệu trưởng Thang Giai Văn không xử lý thích đáng sẽ phải chịu trách nhiệm, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ông ta liên tục đập bàn. Như vậy đi, anh hãy gọi điện báo cảnh sát truy nã Thạch Khoan trước. Sau đó anh hãy nói với phụ huynh rằng tất cả tiền chữa bệnh của sinh viên đều do nhà trường gánh chịu. Đây là điều duy nhất Thang Giai Văn có thể làm được lúc này. Hiện tại ông ta chỉ có thể hy vọng sinh viên không xảy ra vấn đề gì lớn,
nếu bỏ ra một ít tiền mà chữa khỏi cho tất cả sinh viên, vậy tốn tiền cũng được. Suy cho cùng, chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền thì cũng chẳng gọi là chuyện. Trưởng phòng đào tạo gật đầu rồi tạm thời rời đi. Thang Giai Văn ở trong văn phòng mà nhấp nhổm không yên, bây giờ ông ta rất hối hận tại sao lại nghe lời và tin tưởng Thạch Khoan như vậy. Lúc này, Thang Giai Văn lại nghĩ đến Giang Sách. Tất cả những gì Giang Sách nói tại cuộc họp đều chính xác. Kết quả thì sao? Thang Giai Văn không những không lắng nghe ý kiến của người ta mà còn sỉ nhục người ta nặng nề và đuổi ra ngoài. Bốp! Thang Giai Văn tự tát mình một cái thật mạnh, mình đã làm cái trò gì vậy chứ? Nếu như ông ta lựa chọn tin tưởng Giang Sách, cho dù chỉ tin một nửa thì cũng sẽ không gây ra tình trạng hiện tại. Một tiếng rưỡi sau, trưởng phòng đào tạo lại đến văn phòng, vẻ mặt chán nản, vừa nhìn là biết không có chuyện tốt rồi. Thang Giai Văn hỏi, thế nào rồi? Đã bắt được tên khốn Thạch Khoan đó chưa? Còn các sinh viên thì sao? Trưởng phòng đào tạo thở dài, tôi đã gọi cảnh sát, họ đã lập tức hành động, nhưng rõ ràng Thạch Khoan đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta nói mặc dù thuốc đó là do ông ta nghiên cứu bảo chế ra, nhưng lại giao cho một công ty dược khác sản xuất. Giờ đã điều tra rõ nguyên nhân, là công ty dược phẩm kia đã cắt xén nguyên liệu khiến thuốc xảy ra vấn đề. Nói cách khác, Thạch Khoan hoàn toàn vô tội, tạm thời không thể động vào ông ta được. Thang Giai Văn nghe xong muốn mắng một trận. Đây rõ ràng là tìm một kẻ chết thay mà. Cái gì mà công ty dược cắt xén nguyên liệu, đó là do họ đã chuẩn bị ngay từ đầu để đối phó với cảnh sát. Cảnh sát cứ thể bỏ qua à? Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng trước mắt, chắc chắn Thạch Khoan sẽ không có động tĩnh gì. Mặt Thang Giai Văn đầy vẻ chua xót, không biết cuộc điều tra này sẽ kéo dài bao lâu, cho dù có kết quả điều tra thì chắc chắn Thạch Khoan sẽ dùng nhiều cách để trốn tránh trách nhiệm. Chẳng hạn như trốn ra nước ngoài. Tên khốn kiếp này. Điều duy nhất Thang Giai Văn không thể hiểu là tại sao Thạch Khoan lại đối xử với ông ta như vậy. Không có lý do gì cả. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Thế thân hoàn hảo. 2. Chú đừng qua đây. 3. Yêu lại từ đầu Cố Tư Chỉ Uyên. 4. Người ở nơi ngực trái. Bằng 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 bằng. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tình trạng thể chất của sinh viên. Thang Giai Văn hỏi, vậy bây giờ các sinh viên thế nào rồi? Vẻ mặt của trưởng phòng đào tạo càng nghiêm trọng hơn. Không tốt. Không tốt. Vâng, các sinh viên đều đang ở bệnh viện, sức khỏe rất xấu. Nhiều sinh viên chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Điều đáng sợ nhất là thuốc vẫn còn tác dụng trong cơ thể sinh viên, khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, bác sĩ cũng rất khó để tìm ra cách giải quyết. Đợi bác sĩ tìm ra cách, có lẽ hơn một nửa số sinh viên đã chết rồi. Hiện tại cổng trường đã bị phụ huynh phong tỏa, cả viện y học đứng ngồi không yên, Thang Giai Văn nhất định phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc. Nhưng ông ta có đủ sức gánh vác trách nhiệm này không? Thạch Khoan tạm thời không có động tĩnh. Tình trạng của sinh viên rất tệ, phụ huynh chặn cổng trường yêu cầu nhà trường giải thích. Loạn, thật sự rất loạn. Thang Giai Văn là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng lúc này cảm giác lực bất tòng tâm, không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ông ta ôm đầu, đau đớn nằm ghé lên bàn. Lúc này, trưởng phòng đào tạo nhắc nhở, hiệu trưởng, hay là... đi tìm Giang Sách, tìm cậu ta. Thang Giai Văn ngẩng đầu lên nhìn trưởng phòng giáo dục, sao lại phải tìm cậu ta chứ? Nếu Giang Sách đã có thể nhìn thấy thuốc có vấn đề ngay từ đầu, hơn nữa còn chỉ thuốc có vấn đề ở chỗ nào, nên tôi nghĩ cậu ta có thể sẽ có cách. Hơn nữa cậu ta cũng đã nói có gì cần cứ đến trung tâm y tế nhân trị tìm cậu ta, hẳn là đã sớm nghĩ tới cục diện này. Có lý. Chẳng qua. Thang Giai Văn cười nhạt nói, tôi đã coi lòng tốt và sự tử tế của người ta là lòng lang dạ sói. Còn bắt tất cả các giáo viên và sinh viên ném người ta ra ngoài như là tù nhân, sao người ta có thể bằng lòng giúp tôi chứ? Trưởng phòng giáo dục thở dài nói, chuyện đã tới nước này, không còn cách nào khác cả, hãy thử xem. Dù sao cũng liên quan đến tính mạng của hàng trăm sinh viên, hiệu trưởng, ông hãy chịu ấm ức một chút đi. Thang Giai Văn gật đầu, được rồi, nếu Giang Sách thực sự có cách cứu sinh viên, cho dù có hy sinh tính mạng của tôi cũng sẽ nhờ cậu ta giúp. Đi. Giờ hãy đến trung tâm y tế nhân trị. Do cửa trước và cửa sau của trường đã bị phụ huynh sinh viên chặn lại nên họ không thể ra ngoài được,
bất đắc dĩ trưởng phòng đào tạo mới bố trí người đem Thang đến cho Thang Giai Văn trèo tường ra khỏi trường học. Sau đó sắp xếp xe đợi bên ngoài bức tường, đưa Thang Giai Văn đến thẳng trung tâm y tế nhân trị. Sau 10 phút, xe chạy đến cửa trung tâm, cửa xe mở ra, Thang Giai Văn sốt ruột chạy vào trong. Kết quả là vừa ra đến cửa, một người phụ nữ lạnh lùng như tảng băng đã cản đường ông ta. Cô gái, xin nhường đường, tôi đang vội, Thang Giai Văn nói. Ông là hiệu trưởng của trường Đại học Y Dược, Thang Giai Văn phải không? Đúng vậy, sao cô biết tôi? Tôi là chủ của Trung tâm Y tế Nhân trị, Tân Uẩn. Nữ hoa đà đương thời, thần y mới Tân Uẩn ư. Thang Giai Văn sửng sốt, ông ta đã nghe danh của Tân Uẩn từ lâu, hôm nay gặp mặt, không ngờ lại còn trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ sau lại giỏi hơn thế hệ trước. Thang Giai Văn lịch sự nói, bác sĩ Tân, tôi đến đây để tìm Giang Sách, Tân Uẩn nói thẳng. Thang Giai Văn sửng sốt, lập tức hỏi, đúng vậy, tôi tới đây để tìm Giang Sách, tôi có việc gấp cần tìm cậu ấy, xin cô hãy dẫn tôi đi gặp cậu ấy. Tân Uẩn xua tay, tôi biết ông tìm anh ấy có chuyện gì, Giang Sách cũng là người của Trung tâm Y tế Nhân trị, nhưng anh ấy không muốn gặp ông. Bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy đều không muốn nhìn thấy Thang Giai Văn. Thang Giai Văn rất bực bội nói, Tân thần y, tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với Giang Sách như vậy. Muốn đánh muốn phạt, tôi đều nhận, chỉ cần có thể cứu sống được các sinh viên thì muốn tôi làm gì cũng được, xin cô hãy dẫn tôi đi gặp cậu ấy. Tân Uẩn lạnh lùng nhìn Thang Giai Văn, mất kiên nhẫn nói, tôi đã nói, Giang Sách không muốn gặp ông là không muốn gặp ông. Cô ấy vừa phất tay, lập tức có mấy nhân viên cường tráng bước ra và bảo vệ ngay cổng. Tân Uẩn lạnh lùng nói, sớm biết vậy, sao còn làm? Giang Sách không rảnh để gặp ông đi đi. Nói xong cô ấy lập tức xoay người bước vào nhà. Thang Giai Văn vô cùng tuyệt vọng, định xông vào, nhưng làm sao một ông già đã 50 tuổi có thể xông vào được đây? Hơn nữa, lần này ông ta đang nhờ vả người khác. Nếu xông vào chẳng phải sẽ khiến cho tâm trạng của Giang Sách càng tồi tệ hơn sao? Đến lúc đó, Giang Sách sẽ không thèm giúp đỡ ông ta nữa. Không thể xông vào, nhưng cũng không thể quay trở lại. Thang Giai Văn biết rằng Giang Sách là người duy nhất có thể cứu các sinh viên, nếu bây giờ ông ta quay về thì các sinh viên sẽ bị chết. Cho dù có hy sinh tính mạng của ông ta, hy sinh tôn nghiêm này thì hôm nay ông ta vẫn cầu xin sự tha thứ của Giang Sách. Liều mạng, phịch, Thang Giai Văn đã từ bỏ tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống. Ông ta là một ông già đã hơn 50 tuổi, là hiệu trưởng của một trường đại học, lúc này, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, quỳ ở cổng. Người qua đường liếc nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Trong phòng, Tân Uẩn lạnh lùng nhìn Thang Giai Văn đang quỳ ở đó, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Kiểu này là một chiêu thường thấy trong các phim truyền hình cổ xưa, ông ta tưởng sẽ có tác dụng sao? Thích quỳ thì cứ quỳ đi. Tân Uẩn quay mặt đi và không thèm đếm xỉa gì đến Thang Giai Văn. Kết quả, Thang Giai Văn quỳ xuống hơn nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu chóng mặt, sắp không chịu nổi nữa, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng. Lại nửa tiếng nữa trôi qua. Một bóng dáng quen thuộc bước ra từ buồng trong của trung tâm y tế, đó là Giang Sách. Anh mỉm cười, cầm một đơn thuốc trong tay, vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng đã bào chế ra được phương thuốc có thể đối phó với cha con nhà họ Thạch độc ác kia rồi. Cùng lúc đó, Giang Sách nhìn Tân Uẩn và hỏi, đúng rồi, hiệu trưởng Thang Giai Văn của Đại học Y Dược đã đến chưa? Theo lý mà nói, giờ phải tới rồi chứ? Tân Uẩn hừ giọng, hất cằm chỉ ra cổng. Giang Sách nhìn sang, nhìn thấy Thang Giai Văn đang quỳ ở cổng, trong nháy mắt toàn thân có cảm giác không tốt cho lắm. Ôi! Tân Uẩn, tôi chỉ đạo cô để hiệu trưởng Thang vào trong ngồi chờ mà. Cô làm vậy là quá đáng rồi đấy. Chương 808, giai đoạn đầu tiên của dự án đã hoàn thành. Nội thành, đội hình sự. Trong phòng họp rộng rãi, có hai hàng cảnh sát đang ngồi, Giang Sách ngồi ở vị trí cao nhất. Đội trưởng Tạ Mạnh Chí đóng cửa lại. Lấy một số tài liệu và ngồi vào vị trí bên dưới Giang Sách, trực tiếp nói, tổng phụ trách, sau khi đội chúng ta điều tra cha con nhà họ Thạch lần này, chúng tôi đã nắm được sơ bộ kế hoạch và mục đích hành động của họ. Anh ta đưa tài liệu cho Giang Sách đọc. Sở dĩ Thạch Khoan diễn thuyết tại hội nghị này và tiến tới việc tặng thuốc ở hội nghị hoàn toàn là do mệnh lệnh từ thủ đô. Theo manh mối, có một nhân vật quan trọng không phú cũng quý ở thủ đô bị bệnh và cần phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Nhưng các bệnh viện lớn trong nước đều không có nội tạng thích hợp cho ông ta. Cho nên,
nhân vật lớn đó đã đặt hàng cha con nhà họ Thạch với mục đích cấy ghép nội tạng. Hai cha con nhà họ Thạch đã im lặng lâu như vậy, cho rằng ánh đèn sân khấu đã qua nên mới dám công khai tiến hành một cuộc thí nghiệm cuồng vọng và táo bạo như thế, không coi trọng tính mạng của sinh viên. Vì vậy, tóm lại, điểm mấu chốt của sự kiện lớn này chính là đơn đặt hàng đó. Giang Sách hỏi, bên Thang Giai Văn đã báo cảnh sát rồi đúng không? Anh đã cử người đi điều tra Thạch Khoan chưa? Đã điều tra. Kết quả thế nào? Tạ Mạnh Chí nhìn về phía điều tra viên đối diện, Tiểu Dương, chuyện này do cậu điều tra, cậu báo cáo người tổng phụ trách đi. Vâng. Tiểu Dương đứng dậy, tổng phụ trách, theo điều tra tại hiện trường của chúng tôi, Thạch Khoan ngụy biện rằng đơn thuốc ông ta đưa không có vấn đề gì, mà là công ty bảo chế thuốc có vấn đề. Và công ty dược phẩm đã đẩy vấn đề cho một chủ quản nhỏ của công ty dược phẩm, nói rằng đó là do chủ quản nhỏ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói cách khác, tất cả trách nhiệm cho sự cố bất thường này đã được đẩy lên người chủ quản nhỏ đó. Giang Sách cười khẩy. Điều này rõ ràng là đã được sắp xếp ổn thỏa, Thạch Khoan thực sự đã rất nhọc lòng để tránh bị cảnh sát bắt. Tiểu Dương tiếp tục, nhưng theo thẩm vấn của chúng tôi đối với chủ quản nhỏ đó, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ta có vấn đề lớn. Chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng anh ta chỉ là sơn dương thế tội. Còn về bằng chứng vẫn đang được điều tra. Tạ Mạnh Chí tiếp tục câu chuyện, tổng phụ trách, Thạch Khoan này chắc chắn là người đứng đằng sau. Chúng ta có nên nhanh chóng thẩm vấn tên chủ quản kia để anh ta giải thích rõ ràng mọi chuyện, sau đó dựa trên bằng chứng hiện có mà bắt cha con nhà họ Thạch về quy án không? Giang Sách nheo mắt lại. Anh gõ nhẹ ngón tay lên cạnh bàn, suy nghĩ một chút rồi nói, không, đừng vội thẩm vấn tên chủ quản nhỏ kia, hoãn lại. Hoãn lại. Đúng. Tạ Mạnh Chí và các nhân viên cảnh sát có mặt đều hoang mang, tại sao lại hoãn lại? Chỉ cần điều tra sâu, cha con nhà họ Thạch nhất định có thể bị bắt và quy án. Giang Sách nói, tội ác của cha con nhà họ Thạch mang tính chất đoàn đội. Sau lưng hai người bọn họ còn có một loạt phần tử phạm tội. Những người này tuyệt đối không thể buông tha. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ bắt bọn họ mà còn phải bắt từng con cá, chúng ta không thể làm gì cho đến khi xác định được tất cả những kẻ phạm tội. Tạ Mạnh Chí gật đầu, rất có lý. Ngoài dây chuyền công nghiệp có sự tham gia của cha con nhà họ Thạch, còn có nhân vật lớn đứng sau đơn đặt hàng đáng ngờ, đến giờ vẫn chưa rõ đó là ai. Cần phải tiếp tục điều tra. Do đó, vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ. Hành động bắt giữ phải hoãn lại. Giang Sách tiếp tục hỏi, đội trưởng Tạ, anh nói rằng mục đích hành động lần này của Thạch Khoan là chọn một sinh viên phù hợp để cấy ghép nội tạng. Vậy anh đã tìm ra sinh viên này hay những sinh viên này là ai chưa? Tạ Mạnh Chí sửng sốt một chút, anh ta vẫn chưa cân nhắc đến điểm này. Xin lỗi, vẫn chưa. Giang Sách lập tức nói, việc này rất quan trọng, nên làm ngay lập tức, một khi cha con nhà họ Thạch để mắt đến mục tiêu, họ sẽ động thủ trong thời gian ngắn nhất. Các anh phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ sự an toàn của sinh viên đó, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng. Ngay khi Tạ Mạnh Chí chuẩn bị rời đi, Giang Sách nói tiếp, chờ đã, tôi nghĩ rồi. Sau khi các anh điều tra xong mục tiêu thì trực tiếp thông báo cho tôi biết. Tôi bảo vệ sẽ thích hợp hơn. Một khi cảnh sát các anh ra mặt rất có thể sẽ khiến cha con nhà họ Thạch trở nên cảnh giác. Tạ Mạnh Chí gật đầu, tôi hiểu rồi. Ừ, đi làm đi. Tuân mệnh. Kết thúc cuộc họp, Tạ Mạnh Chí dẫn mọi người ra khỏi phòng họp và lập tức đi điều tra. Giang Sách dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm, đơn đặt hàng từ thủ đô. Nhân vật lớn không phú thì quý. À, người này rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, trong phòng ẩn của tiệm thuốc, hai cha con nhà họ Thạch đang ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu vừa ăn mừng. Ba, hành động lần này rất thuận lợi. Thạch Văn Bình vui vẻ nâng ly rượu lên. Thạch Khoan dùng ngón tay búng nhẹ ly rượu, chậm rãi nói thuận lợi. Ha ha, suýt chút nữa đã để Giang Sách phá hỏng chuyện tốt rồi. Không ngờ rằng Thang Giai Văn vậy mà lại chịu cúi đầu cầu cứu Giang Sách. Giang Sách lại còn phát triển được thuốc giải, suýt chút nữa kế hoạch của chúng ta đã tan tành. Thạch Văn Bình cười nói. Nhưng sự thật bây giờ là trong khoảng thời gian Thang Giai Văn trì hoãn, chúng ta đã tìm được mục tiêu thích hợp. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần khống chế mục tiêu và lấy đi nội tạng là được. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vòng 10 ngày, hai cha con bọn họ sẽ trở thành đại phú hào phú một phương, đến lúc đó sẽ di dân ra nước ngoài, không bao giờ quay lại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Càng nghĩ càng vui, Thạch Văn Bình hiếm khi cười vui vẻ uống thêm một ly. Thạch Khoan thì bình tĩnh và già đời hơn.
Ông ta nhìn vào rượu trong ly của mình và nói, đừng quá vui mừng trước khi mọi việc hoàn thành. Có một điều mà ba đã suy nghĩ trong thời gian dài, nhưng vẫn không nghĩ ra. Ba, chuyện gì làm ba lo lắng như vậy? Giang Sách, anh ta. Đúng, tại sao đang yên lành mà Giang Sách lại tới hiện trường hội nghị? Thạch Khoan vô cùng bất an nói, ba lo lắng, cậu ta đã nhìn thấu kế hoạch của ba rồi. Làm sao có thể, Thạch Văn Bình cười nói, nếu như anh ta đã sớm nhìn ra thì cha con chúng ta đã không ngồi ở chỗ này, mà đã sớm bị cảnh sát bắt đi bỏ vào ngục giam. Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi. Thạch Khoan hít một hơi thật sâu và không nói gì. Phải, nếu Giang Sách biết tất cả mọi thứ, họ sẽ không bình an vô sự ngồi ở đây. Nhưng nếu Giang Sách không biết tình hình, thì sao lại xuất hiện ở hiện trường hội nghị? Thạch Khoan nói, ba cứ thấy lo lắng. Chuyện quan trọng, không khỏi đêm dài lắm mộng. Văn Bình à, con bảo thuộc hạ của con nhanh nhẹn chút, tìm thấy thời cơ thì nhanh chóng hành động, khống chế được người trong thời gian ngắn nhất có thể. Hiểu rồi ạ, con đã sắp xếp xong. Đúng rồi, Thạch Khoan hỏi, ba còn chưa hỏi, mục tiêu sàng chọn lần này là ai? Thạch Văn Bình lau miệng, vươn tay lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh cho Thạch Khoan xem. Ba, là sinh viên này, Trịnh Bắc Dương, sinh viên y khoa năm cuối, đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh, hạnh kiểm và học lực ưu tú. Điều quan trọng nhất là cậu ta còn là một sinh viên giỏi thể thao. Ba nhìn cơ thể của thằng nhóc này xem, khỏe như trâu vậy, quanh năm suốt tháng rất ít khi sinh bệnh. Sau khi cậu ta uống thuốc của ba không có bất kỳ tác dụng phụ gì, ngược lại trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Thạch Khoan nhìn nam sinh trong ảnh và gật đầu rất hài lòng. Mục tiêu này rất phù hợp. Ông ta nói với vẻ, hơi đau lòng, một hạt giống tốt trong ngành y vừa có cơ thể khỏe mạnh vừa có hạnh kiểm và học tập tốt, đúng là đáng tiếc. Thạch Văn Bình cười nói, ha ha. Đổi tính mạng của cậu ta lấy vinh hoa phú quý cả đời cho cha con chúng ta không đáng tiếc chút nào. Có lý, nào, hai cha con chúng ta cạn ly. Thạch Khoan chủ động nâng ly rượu của mình lên, cùng ly với Thạch Văn Bình và uống một hơi cạn sạch. Khi trời sắp tối, Giang Sách hoàn thành tất cả công việc của mình, trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Vừa về đến nhà đã thấy Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trên ghế sofa xử lý tài liệu trong công ty. Ông xã, anh đi đâu cả ngày vậy? Chuyện của công ty anh cũng không quan tâm, anh làm giám đốc mua hàng thật sự thoải mái quá rồi. Thoải mái sao? Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ, mỗi ngày anh đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Ngồi bên cạnh Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách vòng tay ôm lấy cô, nói một câu khiến Đinh Mộng Nghiên không thể nhịn cười. Bà xã, anh thường nghĩ, hay là cứ dứt khoát từ bỏ mọi thứ và chỉ lặng lẽ ở nhà với em, chân chính ở rể. Đinh Mộng Nghiên phá lên cười. Cô đưa tay chọc chọc mũi Giang Sách, vô cùng khinh thường nói, anh đó, trước đó ở rể lâu như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn ở rể một cách chân chính nữa chứ? Ha ha, không phải gần đây làm giám đốc mua hàng kiếm được tiền sao? Nhanh vậy đã bỏ à? Anh quên trước kia những người thân đó chế nhạo anh như thế nào rồi sao? Em nói cho anh biết, đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, anh không thể chỉ vì sợ khổ, sợ mệt mà trốn tránh. Đặc biệt là khi sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao. Nói cái gì mà từ bỏ tất cả chứ? Hiện tại ngoại trừ chức vụ giám đốc thu mua, anh còn có thể từ bỏ cái gì nữa? Chồng à, anh không thể vì một chút thành tích mà kiêu ngạo được nha. Đó là tối kỵ đấy. Giang Sách cười khổ, đã đến lúc phải nói với Đinh Mộng Nghiên rất nhiều chuyện, nếu vẫn không nói thì không biết còn phải che giấu bao lâu. Nhưng mấy lần muốn mở miệng, Giang Sách lại không thốt được thành lời. Nói như thế nào? Cứ thẳng thừng nói với Đinh Mộng Nghiên rằng anh là chiến thần Tu La ở biên giới phía Tây, là người tổng phụ trách của khu Giang Nam. Đinh Mộng Nghiên không coi anh là đồ điên mới lạ. Ngay cả khi Đinh Mộng Nghiên tin thì đó chắc chắn là một cú sốc chứ không phải niềm vui bất ngờ. Vì vậy, tạm thời chưa thể nói ra, phải tìm một thời điểm thích hợp và một địa điểm thích hợp, dùng một giọng điệu phù hợp nhất có thể để kể hết mọi chuyện của Giang Sách. Để đảm bảo rằng vợ anh Đinh Mộng Nghiên sẽ không sợ hãi. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Hai người quay đầu nhìn về phía cửa, người tới không phải người ngoài, mà là anh hai của bọn họ Đinh Phong Thành. Giang Sách, Mộng Nghiên, tin tốt, tin tốt. Đinh Phong Thành vội vàng chạy vào, không kiên nhẫn nói, dự án của vùng hoang dã thành Bắc tiến triển nhanh chóng, hôm nay, giai đoạn đầu tiên của dự án đã hoàn thành. Chương 809, tung tin đồn chỉ cần mở miệng. Bác bỏ tin đồn lại chạy gãy chân.
đây quả thực là một tin vui đáng mừng. Ninh Mộng Nghiên vui vẻ nói, cứ như vậy, châu báu hằng tinh của chúng ta có thể chuyển tiếp kịp thời và bắt đầu nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo. Ninh Phong Thành đắc ý vỗ ngực, chuyện này cứ giao cho anh. Mộng Nghiên, ngày mai em cùng anh đi tham gia lễ chúc mừng, tiện thể chọn một cái. Em cảm thấy mặt tiền cửa hàng nào tốt, anh sẽ giữ mặt tiền cửa hàng đó cho em. Anh có quyền này sao? Ha ha, em cũng đừng quá coi thường anh hai, anh vẫn có chút quyền ấy. Dừng một chút, Đinh Phong Thành tiếp tục nói, Giang Sách, ngày mai cậu tới cùng đi. Ngày mai tôi sẽ tổ chức lễ chúc mừng quy mô lớn, mời rất nhiều quan to hiển quý. Cậu và Mộng Nghiên đến đó làm quen với nhiều người một chút, sẽ tốt cho việc kinh doanh sau này của hai người. Giang Sách gật đầu, được, nhất định sẽ tới. Đinh Phong Thành rất vui khi nhận được câu trả lời của Giang Sách. Trong khoảng thời gian này, Đinh Phong Thành luôn nhận được sự chăm sóc Giang Sách và thu được rất nhiều lợi ích từ Giang Sách. Đồng thời, Đinh Phong Thành không thể quên những điều nực cười mà anh ta đã làm với Giang Sách trong quá khứ. Vì vậy, Đinh Phong Thành luôn có một nút thắt trong lòng. Lần này, anh ta định cảm ơn Giang Sách trong lễ chúc mừng để cởi bỏ nút thắt này. Chúng ta đã nói rồi đấy, hai người nhất định phải đến dự lễ chúc mừng ngày mai. Nhất định. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Đinh Phong Thành vui vẻ rời đi. Nhìn bóng lưng vui mừng của Đinh Phong Thành, Đinh Mộng Nghiên nói cảm giác anh hai là lạ. Có gì mà lạ? Có vẻ như anh ấy đang giấu chúng ta điều gì đó. Ồ, Giang Sách nói, em lo lắng anh ta lại giở trò sau lưng muốn hại chúng ta sao? Vậy thì không phải, Đinh Mộng Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói, em cảm thấy có thể anh hai muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, hoặc là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Cho anh một niềm vui bất ngờ. Giang Sách cảm thấy hơi khó tin, với tính cách thẳng thắn của Đinh Phong Thành, sao anh ta có thể làm được như thế? Đinh Mộng Nghiên giải thích, khi còn nhỏ, anh hai đã từng lấy trộm rất nhiều tiền của ông nội, sau đó mua cho em con diều em rất thích. Anh ấy không nói trước với em mà kéo em ra ngoài rồi mới cho em xem. Anh hai chính là như vậy, lòng dạ đơn thuần, bụng dạ ngay thẳng. Nhưng càng là như vậy, đối tốt với người khác thì càng giấu giếm, xấu hổ không nói ra. Đây là cảm giác của em. Nghe cô nói, Giang Sách rất mong chờ. Nếu Đinh Phong Thành thực sự định chuẩn bị cho anh niềm vui bất ngờ nào đó thì Giang Sách vẫn rất vui. Bởi vì bây giờ anh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác gia đình ở Đinh Phong Thành và Đinh Mộng Nghiên. Rất tốt, rất khiến người ta thoải mái. Ban đêm tối đen, một nhà hàng sang trọng. Trong phòng riêng của nhà hàng có một bàn đầy những món ăn quý giá, món nào cũng trọn vẹn cả sắc, hương vị. Có ba người ngồi ở một cái bàn lớn như vậy. Đinh Hồng Diệu, Đinh Tử Ngọc, và một người đàn ông trung niên ngoài 30. Người đàn ông đó là Thang Kim Long, tổ trưởng của tổ kiểm tra chất lượng của Trung tâm Nghiệm thu Kỹ thuật, đã làm việc trong dây chuyền này gần 10 năm và có rất nhiều kinh nghiệm. Ở tuổi của anh ta là người giỏi nhất và xuất sắc nhất. Đinh Hồng Diệu rót cho Thang Kim Long một ly rượu, khách khách khí khí nói, anh Thang, anh là khách quý, muốn mời anh đúng là không dễ dàng một chút nào. Thang Kim Long mỉm cười và nói, xếp Đinh khách khí rồi, trong khoảng thời gian này do tôi luôn bận rộn mà thôi. Không thành vấn đề, miễn là có thể gặp anh Thang là được. Đinh Hồng Diệu nháy mắt với Đinh Tử Ngọc. Đinh Tử Ngọc lập tức hiểu ra, bước đến gần Thang Kim Long, đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt Thang Kim Long. Đây là cái gì? Thang Kim Long hỏi. Mở ra sẽ biết. Thang Kim Long đưa tay mở ra, bên trong hộp có một chiếc chìa khóa. Xét về chất lượng của chiếc chìa khóa này thì chắc chắn không phải chìa khóa cửa thông thường. Đinh Hồng Diệu cười nói, anh Thang, đây là chìa khóa cổng của căn biệt thự số 92 ở tiểu khu Tiên Quế. Lần này tôi mời anh Thang đi ăn tối là muốn nhờ anh Thang giúp tôi nghiệm thu nhà ở một chút. Thang Kim Long cau mày. Tôi nghiệm thu công trình, không phải nghiệm thu nhà ở. Anh muốn nghiệm thu nhà ở thì có thể tìm công ty nghiệm thu chuyên môn mà. Đinh Hồng Diệu cười mà không nói. Đinh Tử Ngọc nhanh chóng nói thêm, yêu cầu nghiệm thu của chúng tôi khác với những người khác. Chúng tôi muốn anh Thang giúp chúng tôi sống ở đó một thời gian, để cảm nhận xem có vui vẻ khi sống trong ngôi nhà này hay không. Sống một thời gian. Thang Kim Long không ngu ngốc, lập tức hiểu ngay rằng hai anh em này muốn dùng căn biệt thự này để mua chuộc anh ta. Biệt thự đơn lập ở tiểu khu Tiên Quế có giá ít nhất hơn 1.000 vạn tệ. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Họ tặng một căn biệt thự đắt tiền như vậy thì khẳng định việc bọn họ muốn làm cũng không hề dễ dàng.
Thang Kim Long không dám hỏi trực tiếp mà hỏi, sếp Đinh, vô công bất thụ lộc. Anh cho tôi sống trong biệt thự tốt như vậy là muốn tôi làm gì cho anh sao? Tôi muốn anh Thang giúp tôi một việc nhỏ. Ồ, nói thử xem. Đinh Hồng Diệu nhìn Thang Kim Long vài giây rồi nói, tôi biết anh Thang sẽ đi nghiệm thu giai đoạn đầu tiên của dự án vùng hoang dã thành Bắc vào ngày mai. Tôi hy vọng, anh sẽ tuyên bố dự án không hợp cách. Hả? Đây không phải là việc nhỏ, nếu ầm ĩ không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Thang Kim Long vỗ nhẹ lên bàn và nói, cái nghiệm thu này, đủ tư cách chính là đủ tư cách, không hợp cách chính là không hợp cách. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đinh Hồng Diệu nói, anh Thang, có hợp cách hay không không phải đều do anh nói sao? Anh yên tâm, chỉ cần ngày mai anh tuyên bố không hợp cách, sau này tôi sẽ không yêu cầu anh làm gì nữa. Kỳ thật, chuyện này đúng là chỉ cần một câu nói của Thang Kim Long. Một câu có thể đổi một căn biệt thự, điều này khó ai có thể từ chối. Thang Kim Long do dự một lúc, đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn thoáng qua thì thấy là ba mình gọi tới. Xin lỗi, ba tôi gọi, tôi ra ngoài một lát. Thang Kim Long nhấc điện thoại và bước ra ngoài. Trong phòng, Ninh Tử Ngọc chớp mắt và hỏi, anh cảm thấy với tính cách của anh Thang thì có thể chấp nhận yêu cầu của chúng ta không? Ninh Hồng Diệu chế nhạo, một câu nói có thể lấy đi một căn biệt thự trị giá hàng chục triệu. Nếu là em có chấp nhận không? Tất nhiên sẽ chấp nhận. Ninh Tử Ngọc lại hỏi, nhưng chỉ là nghiệm thu không hợp cách, tựa hồ cũng không gây ra bao nhiêu đả kích cho Đinh Phong Thành đúng không? Tệ nhất thì cậu ta có thể sửa sai, sau đó lại nghiệm thu đủ tư cách, thế là được mà. Thế là được. Sao có thể đơn giản như vậy? Ninh Hồng Diệu nói, Đinh Phong Thành đã thỏa thuận miệng với hàng chục công ty và chuẩn bị ký hợp đồng. Nghiệm thu không thành công, hợp đồng sẽ phải hoãn lại. Đây không phải là chuyện mấu chốt nhất, quan trọng nhất là, những thương nhân kia sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy Đinh Phong Thành là người không đáng tin cậy. Hạng mục ở vùng hoang dã thành Bắc cũng có thể không đáng tin cậy, vì vậy phải xem xét thêm. Đến lúc đó, chúng ta lại châm ngòi thổi gió, lợi dụng truyền thông tạo đà, vạch trần một số tình hình bên trong của nhà thầu. Đến lúc đó, chúng ta còn sợ Đinh Phong Thành không xong đời sao? Tung tin đồn chỉ cần mở miệng, bác bỏ tin đồn lại chạy gãy chân. Chỉ cần nghiệm thu không hợp cách, lúc đó Đinh Hồng Diệu muốn nói gì cũng được, Đinh Phong Thành vừa phải hết sức chú ý cải chính. Đồng thời phải bác bỏ những tin đồn khắp thiên hạ, điều này sẽ khiến anh ta kiệt sức. Vấn đề là, ngay cả khi anh ta bác bỏ tin đồn cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng anh ta. Ngày nay, mọi người đều rất sẵn lòng tin rằng có sự tồn tại của nội tình như vậy, đến lúc đó cục xây dựng đô thị có thể sẽ cử người đi điều tra Đinh Phong Thành. Ha ha, Đinh Phong Thành bốn bề thọ địch, hết đường chối cãi. Khi đó, sẽ khiến Đinh Phong Thành cảm nhận được cái gì gọi là nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Bước đột phá của loạt kế hoạch này nằm ở Thang Kim Long, chỉ cần Thang Kim Long nói một lời, tuyên bố rằng giai đoạn đầu của dự án không hợp cách, thì tiếp đó Đinh Hồng Diệu muốn viết như thế nào thì viết. Đây cũng là lý do tại sao Đinh Hồng Diệu sẵn sàng chi biệt thự hàng chục triệu để mua một câu của Thang Kim Long. Câu này đáng giá. Sau khi Đinh Tử Ngọc hiểu ra mọi chuyện thì gật đầu, anh à, vẫn là anh chu đáo. Một lúc sau, Thang Kim Long trở lại phòng riêng và ngồi xuống một lần nữa. Vẫn trở lại vấn đề đó. Chấp nhận hay không chấp nhận? Thang Kim Long do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, rót một ly rượu, đút chìa khóa vào túi. Sếp Đinh, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ nghiệm thu phòng thật kỹ cho anh. Cảm ơn, Đinh Hồng Diệu lộ ra nụ cười sán lạn. Một câu nói đổi một căn nhà, kẻ ngu xuẩn mới lựa chọn cự tuyệt. Sau khi uống quá ba tuần cũng đã ngà ngà say, Thang Kim Long đứng dậy bỏ đi. Hôm nay ba tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải về sớm xử lý. Tôi xin không tiếp hai người nữa. Ninh Hồng Diệu xua tay, không sao đâu, anh Thang, ở nhà có việc thì về trước đi, chỉ cần ngày mai anh có thể giúp tôi hoàn thành yêu cầu nhỏ đó, tôi đã hài lòng rồi. Nhất định thỏa mãn. Thang Kim Long khom người, cầm áo khoác và bước ra khỏi phòng riêng. Anh em họ Đinh vẫn ở trong phòng. Ninh Tử Ngọc rất hài lòng nói, anh à, anh lại đoán đúng rồi. Không ai có thể thoát khỏi chữ tham, em còn tưởng Thang Kim Long sẽ không chấp nhận chứ. Ninh Hồng Diệu cười khẩy, làm sao anh ta có thể không chấp nhận. Đừng đề cập đến chuyện này nữa, Tử Ngọc, mọi chuyện bên em thế nào rồi? Ngày mai Đinh Phong Thành sẽ dành cho Giang Sách một bất ngờ lớn, em đã sẵn sàng chưa?
Đinh Tử Ngọc nhếch mép nói, anh đừng lo lắng, em đã lo liệu xong mọi thứ, hứa sẽ cho Giang Sách một bất ngờ lớn. Sợ đó không phải là niềm vui bất ngờ, mà là kinh hoàng. Đinh Phong Thành muốn trả ơn Giang Sách, nhưng Đinh Tử Ngọc sẽ không để anh ta thực hiện điều đó một cách dễ dàng. Cô ta muốn Đinh Phong Thành và Giang Sách thăng cấp mâu thuẫn và khiến họ trở thành kẻ thù một lần nữa. Tất cả phụ thuộc vào ngày mai. Thất bại trong cuộc kiểm tra nghiệm thu, Giang Sách và Đinh Phong Thành quay lưng lại với nhau, hai bộ phim truyền hình này liên tiếp diễn ra đúng là khiến mọi người nóng lòng muốn theo dõi. Đinh Hồng Diệu cùng ly với Đinh Tử Ngọc, cả hai người đều nở nụ cười tà ác. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Chương 810, cây ngay không sợ bóng nghiêng. Hôm sau, gần trưa. Trời nắng, không mây, mặt trời chiếu sáng trên bầu trời, dưới thời tiết như vậy, tâm trạng con người sẽ trở nên thoải mái khó hiểu. Mà hôm nay cũng là một ngày vô cùng trọng đại của khu Giang Nam, một ngày sẽ thay đổi cục diện khu Giang Nam. Bởi vì giai đoạn đầu tiên của dự án vùng hoang dã Thành Bắc đã hoàn thành. Nếu mọi việc suôn sẻ, Thành Bắc sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Đồng thời, nếu hôm nay có đà tốt thì tiến độ giai đoạn 2 và 3 của dự án cũng sẽ được đẩy nhanh. Thành Bắc luôn là một khu tương đối nghèo nàn và lạc hậu ở khu Giang Nam, nhưng chỉ cần lần này khu mua sắm sang trọng được thiết lập thành công, nó sẽ tạo thành thế tam giác cùng với thành phố ẩm thực và thành phố giải trí. Khi đó, Thành Bắc có thể trở thành trung tâm kinh tế của khu Giang Nam. Trong một ngày quan trọng như vậy, không thể thiếu các vị chức sắc, nhân vật xã hội nổi tiếng. Những nhân vật thuộc thượng tầng cũng được mời đến lễ chúc mừng. Mọi người đến hiện trường từ rất sớm, dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác, họ ngồi ở các vị trí khác nhau trong hội trường. Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên cũng có mặt. Thứ nhất, họ là họ hàng của Đinh Phong Thành. Thứ hai, họ là người phụ trách của châu báu Hằng Tinh, có thân phận kép, hai người họ khá là tôn quý. Chính vì điều này mà hai người họ ngồi vào chiếc bàn ở trung tâm của bữa tiệc. Giang Sách không coi trọng mấy, nhưng Đinh Mộng Nghiên có chút không được tự nhiên. So với rất nhiều nhân vật xã hội nổi tiếng tại hiện trường, địa vị của cô tựa hồ thấp hơn rất nhiều, ngồi ở vị trí trung tâm khiến cô có chút không thoải mái. Tuy nhiên, Giang Sách đã nắm tay cô và nói, bà xã, em hiện là tổng giám đốc của châu báu Hằng Tinh, ngồi ở đây là hợp lý. Đừng tự hạ thấp mình. Đinh Mộng Nghiên hít một hơi thật sâu và gật đầu. Đúng vậy, cô nên đi lên, thay vì luôn tụt lại phía sau, tâm tính của cô cần phải thay đổi. Không lâu sau, nhân vật chính xuất hiện. Dưới sự chú ý của mọi người, Đinh Phong Thành bước lên sân khấu trên thảm đỏ, hôm nay anh ta mặc một bộ Âu phục chỉnh tề. Đầu tóc chải gọn gàng, trông rất đẹp trai. Nhiều cô gái có mặt tại hiện trường hét ầm lên. Họ đều biết Đinh Phong Thành vẫn chưa kết hôn. Một người đàn ông kim cương như thế là đối tượng kết hôn hoàn mỹ của bao nhiêu cô gái. Vì vậy, họ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Đinh Phong Thành. Đáng tiếc là vô dụng, lực chú ý của Đinh Phong Thành hôm nay chỉ đặt trên người Giang Sách. Tất cả là nhờ Giang Sách mà anh ta mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, hôm nay Đinh Phong Thành nhất định phải cảm ơn Giang Sách. Anh ta bước lên sân khấu, giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng trước, sau đó cười nói, chào mọi người, chào mừng đến với lễ chúc mừng hôm nay. Như mọi người đã biết, giai đoạn 1 của hạng mục vùng hoang dã Thành Bắc đã hoàn thành. Nói thật với mọi người, từ khi tiếp quản hạng mục này, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, sợ mình không hoàn thành được nhiệm vụ một cách viên mãn. Hôm nay, cuối cùng đã có hồi báo nho nhỏ. Mặc dù mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, nhưng chỉ cần mở đầu tốt, tôi tin rằng các dự án trong tương lai cũng sẽ được hoàn thành xuất sắc. Những tràng vỗ tay như sấm nổ ra tại hiện trường. Ngay khi mọi người đều hưng phấn cổ vũ, một giọng nói rất không phù hợp vang lên. Giai đoạn 1 của dự án chỉ mới làm xong, trương nghiệm thu thì làm sao có thể coi là hoàn thành. Hả? Mọi người cau mày. Ai lại lớn gan dám nói những lời không thích hợp trong một dịp quan trọng như vậy? Không muốn lăn lộn nữa sao? Đinh Phong Thành cũng khó chịu, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Vừa nhìn thấy người nói, anh ta lập tức hiểu được. Người nói không ai khác chính là chị gái của anh ta Đinh Tử Ngọc. Đồng thời, Đinh Hồng Diệu đang ngồi bên cạnh Đinh Tử Ngọc. Tất nhiên, Đinh Phong Thành không mời hai người bọn họ. Tuy nhiên, với thủ đoạn của Đinh Hồng Diệu, chắc chắn không khó để lấy được hai tấm vé vào. Đinh Phong Thành cũng không thể kiểm tra từng tấm một. Ho khan một tiếng, Đinh Phong Thành nói, thật vậy,
dự án không thể được coi là hoàn thành nếu vẫn chưa nghiệm thu, vì vậy tôi không nói nhảm nữa, để nhân viên nghiệm thu thông báo kết quả trước, cho mọi người thư giãn, sau đó tiếp tục với các chủ đề khác. Lời còn chưa dứt, Đinh Tử Ngọc đã chen ngang, em hai, em làm như vậy có phải không thỏa đáng lắm hay không? Lời này có gì không thỏa đáng? Đinh Phong Thành cười hỏi, chị cảm thấy em làm như vậy có gì sai sao? Đinh Tử Ngọc đứng lên và nói, thật ra cũng không có gì sai cả. Chỉ là nếu em công bố kết quả trước mặt mọi người, ngộ nhỡ nghiệm thu không hợp cách làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải sẽ chặt đứt đường lui của mình sao? Cho nên chị cảm thấy, em vẫn nên nói chuyện riêng với nhân viên nghiệm thu. Nếu không hợp cách thì đừng vội tuyên bố, đợi chỉnh 2 ngày đủ tư cách rồi tuyên bố. Nói kiểu gì vậy? Người tới đều là quan to hiển quý nhân vật nổi tiếng trong xã hội, sao có thể tùy tiện bị đối xử như vậy? Một chiêu lấy lui làm tiến của Đinh Tử Ngọc đã chặn hoàn toàn đường lui của Đinh Phong Thành. Đinh Phong Thành lạnh lùng nói, yên tâm đi, Đinh Phong Thành tôi chắc chắn không phải là loại người gian lận. Đủ tư cách chính là đủ tư cách, không hợp cách chính là không hợp cách. Là kết quả gì thì chúng tôi cũng sẽ công bố kết quả trước công chúng, sẽ không bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Trên thực tế, Đinh Phong Thành có niềm tin vào công việc của mình. Trước khi kiểm viên tiến hành nghiệm thu, anh ta đã tìm các công ty nghiệm thu khác để kiểm tra, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Với lớp công việc trước mắt này, anh ta chắc chắn có lý do để tin vào chính mình. Bên cạnh đó, anh ta giám sát chặt chẽ toàn bộ giai đoạn 1 của dự án, mọi quy trình đều được rà soát chặt chẽ, chưa từng có trường hợp cắt xén thì làm sao có thể nghiệm thu không hợp cách được. Cây ngay không sợ bóng nghiêng, Đinh Phong Thành tự nhận mình có thể vượt qua kiểm nghiệm. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên ghế ngồi, Giang Sách khẽ cau mày, thì thầm với Đinh Mộng Nghiên, tình huống không ổn, Đinh Tử Ngọc đang cố ý dùng lời nói để chọc tức Đinh Phong Thành. Buộc anh ấy phải công bố kết quả trước mặt mọi người. Vậy thì sao? Em tin tưởng anh hai sẽ không lừa gạt, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhất định sẽ chống lại được kiểm tra. Kiểm tra là một chuyện, công bố kết quả lại là chuyện khác. Hả? Đinh Mộng Nghiên nhìn Giang Sách, tức thì hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Giang Sách. Đúng vậy, kiểm tra là kiểm tra, công bố kết quả là công bố kết quả. Cho dù kiểm tra đạt, công bố kết quả nhất thiết sẽ đạt tiêu chuẩn sao? Theo tính cách của Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu, nếu họ dám mạo hiểm khiêu khích Đinh Phong Thành trước mặt mọi người thì nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ chắc chắn đã sử dụng âm mưu để làm xáo trộn kết quả nghiệm thu. Nếu như vậy, Đinh Phong Thành sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Mộng Nghiên càng nghĩ càng sợ hãi, lo lắng nói, ông xã, phải làm sao bây giờ? Giang Sách im lặng. Sự việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã muộn. Chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu. Lúc này, một đoàn người đi vào đại sảnh, chính là đội nghiệm thu công trình này. Thang Kim Long là người đi trước. Khi đi ngang qua Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc, Thang Kim Long mỉm cười và gật đầu với họ trước mắt bao người, như thể họ đã quen nhau từ lâu. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Đinh Phong Thành lỡ một nhịp, lạnh đi một nửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 810.